Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sẽ chiếu màn hình điện thoại Android lên trên máy tính hoặc là laptop mà chúng ta không cần phải kết nối có dây. Như các bạn thấy thì điện thoại Android của mình đang mở ứng dụng TikTok và trên màn hình máy tính của mình cũng đang xuất hiện cái nội dung y hệt như trên màn hình điện thoại Android của mình, và mình không hề cắm một cái thiết bị kết nối nào giữa hai cái thiết bị này. Và bây giờ thì nếu như các bạn cũng muốn chiếu cái màn hình điện thoại Android lên trên laptop hoặc là máy tính giống như mình để có thể sử dụng, thì các bạn có thể là thực hiện những cái bước như sau. Đầu tiên thì yêu cầu đầu tiên là hai cái thiết bị này phải cùng kết nối vào một điểm Wi-Fi, có nghĩa là trên điện thoại và trên máy tính hoặc là laptop của các bạn cần phải kết nối vào một điểm Wi-Fi thì chúng ta mới có thể là sử dụng được tính năng này. Và bây giờ thì trên điện thoại Android các bạn sẽ thoát ra và các bạn sẽ vào cửa hàng CS Play, sau đó các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng có tên là AirDrop Cash Queen như thế này. Các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về, và sau khi các bạn tải ứng dụng này về rồi, các bạn sẽ mở ứng dụng này lên. Ở đây mình sẽ tạm dừng để mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn, và mình sẽ thoát ra khỏi cái kết nối này. Sau khi mà các bạn đã thoát ra khỏi kết nối rồi thì các bạn sẽ để ý nó sẽ có một cái phần nó là Cast to the Browser, có nghĩa là cần phải kết nối đến trình duyệt. Các bạn bấm vào, lúc này thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái trang web, và các bạn sẽ nhập cái trang web này ở trên máy tính của các bạn hoặc là laptop. Các bạn sẽ sử dụng một cái trình duyệt bất kỳ ở trên laptop, ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng cái trình duyệt là cốc cốc. Sau đó thì mình sẽ nhập cái tên trang web này. Đây, ở đây là mình đã truy cập sẵn rồi cho nên là nó sẽ lưu cái lịch sử lại, và mình sẽ truy cập vào, sau đó mình nhấn Enter để truy cập. Lúc này thì ở đây nó sẽ xuất hiện một cái mã, và nếu như các bạn muốn kết nối với điện thoại, các bạn chỉ cần quay trở lại, các bạn vào cái phần này, các bạn gõ cái mã mới. Sau khi các bạn đã nhập mã vào đây, các bạn nhấn vào phần Start để kết nối và chờ cho hai thiết bị được kết nối với nhau. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào phần Chấp nhận. Rồi các bạn chọn là phần bắt đầu ngay. Như vậy là hai thiết bị đã được kết nối với nhau. Và mình lướt Facebook. Và mình lướt Facebook như thế này thì màn hình ở trên điện thoại của mình và màn hình ở trên laptop nó sẽ hiển thị y hệt nhau. Mình có thể là vào ứng dụng TikTok để tiếp tục xem. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái ứng dụng này để có thể là kết nối màn hình điện thoại Android lên màn hình máy tính bảng hoặc là laptop như thế này. Các bạn không cần phải cắm bất kỳ một cái thiết bị kết nối nào.